Sau trận thua 0-3 đầy bất ngờ trước RB Leipzig ở trận tranh siêu cúp Đức, Bayern Munich vướng phải nhiều nghi ngờ về sức mạnh trước khi bắt đầu mùa giải mới. Trong đó, tân binh trị giá 100 triệu euro chính là cầu thủ được chú ý nhiều nhất khi anh thi đấu hoàn toàn thất vọng. Làm khách trên sân Werder Bremen, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã không ngần ngại điền tên Harry Kane vào đội hình xuất phát. Đáp lại sự tin tưởng của ông thầy người Đức, Harry Kane đã ngay lập tức tỏa sáng khi có pha dọn cỗ cho Leroy Sane ghi bàn ở hiệp 1. Phút thứ 4, Musiala cướp bóng dễ dàng ở giữa sân. Cầu thủ trẻ người Đức nhanh chóng chuyền bóng cho Harry Kane và sau một nhịp giữ bóng, tiền đạo 30 tuổi nhà bóng thuận lợi cho Leroy Sane dứt điểm chìm chính xác, đánh bại hoàn toàn thủ thành Pavlenka. Hùm xám có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 của trận đấu. Đây cũng là pha lập công duy nhất của đương kim vô địch Bundesliga trong hiệp 1. Họ bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ lệ kiểm soát áp đảo 76%. Đoàn quân huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng tung ra 11 cú sút so với một của đội chủ nhà, nhưng những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt của Musiala, Nuse Matrawi và Leon Goretzka lần lượt thất bại. Hiệp 2 chứng kiến những sự vươn lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ hòa của đội chủ nhà Werder Bremen. Cơ hội cũng liên tục đến với đội bóng áo xanh nhưng Mitchell Weiser, Leonardo Bittencourt và Niklas Füllkrug đều phung phí. Phút 74, Harry Kane đã trừng phạt Werder Bremen bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Đón đường truyền thuận lợi từ Alphonso Davies, tiền đạo sinh năm 1993 dứt điểm cực mạnh vào góc gần, không cho thủ thành Pavlenka bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Đáng chú ý, theo Opta, bàn thắng cũng giúp Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh thứ hai.